Hàng Nội Địa Nhật Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay giới thiệu đến bạn một con Boom Box rất là đẹp của Victor luôn nha. Rất là đẹp cả về ngoại hình, cái độ mới của con Victor này. Dàn đèn LED 7 màu của nó có thể điều chỉnh theo cái thích của mỗi cá nhân. Chạy tốt CD, MD, cassette, radio 108MHz FM và cả cổng AUX 3.5 5 trong 1. Và ngoại hình rất là mới. Có cái tay tay cầm để chúng ta dễ dàng xách nó đi cũng khá là nặng nha. Do đó chúng ta phải cầm bằng cái tay cầm là nó mới dễ dàng. Đây, và ở phía sau thì chắc chắn là có cái anten rồi. Đó, chúng ta bung ra nghe FM AM full đài Việt Nam luôn. 80 MHz. Cái kiểu thiết kế cũng khá là hiện đại rồi chứ không phải như những cái đầu cassette đời xưa. Bên này là cái học của cassette, bên này là CD, chúng ta đang chơi qua CD các bạn nhé. Ở ngoài thì các bạn sẽ thấy được cái dàn đèn LED này cực đẹp luôn. Đó, nó là nguyên một cái mặt gương lòi ra ngoài luôn nè. Đó, nguyên cái mặt là nguyên một cái phần ốp gương đó các bạn, rất là đẹp, nhô ra bên ngoài tròn. Trên này thì nó vát một cái cạnh, đó, nó bầu tròn nè, chứ không phải là cái mặt phẳng nha. Còn cái đèn LED thì nó nằm bên trong. Và cái màn hình cũng khá là rộng, chữ lớn. Các bạn có thể làm một cái đèn, cái đồng hồ ở trong phòng ngủ. Và chúng ta có thể dễ dàng chỉnh màu của cái dàn đèn LED này. Đó, tropical này, nhiệt đới, candle, đèn cầy. Đó, rất là nhiều chế độ, nhiều màu khác nhau. Light blue, blue, pink, green. Nó rainbow là 7 sắc cầu vồng nè. Và bây giờ mình để vậy cho nó lạ. Và chúng ta đang nghe nhạc qua CD các bạn nhé. Để đọc tốt. Và ở đây là play CD nè, play MD, tap, AUX, FM qua bài. Những cái phím sắp xếp gọn gàng ở trên đây và đầy đủ tính năng luôn. Lúc này lúc nguồn. Thì ở đây có hai chế độ Super Bass và chế độ Sound. Thì nó, cái chế độ Equalizer cài đặt sẵn của hãng nó nằm đầy đủ ở trên này nên rất là tiện. Chỉnh màu, âm lượng, âm thanh rất là mềm nha. Các bạn đã từng xài hãng Victor, một thương hiệu âm thanh con của JVC tại Nhật Bản, thì sẽ cảm nhận được chất âm của Victor là chất âm giọng hát ngọt, mềm, bass sâu. Nhưng mà cái phần âm trap thì vẫn rất là chi tiết do cái chất lượng của cụ từ nó mang lại. Clavia thiết kế rất là độc đáo luôn. Hai cái lưới sắt hai bên nè. Mình để chế độ cân bằng hết, không có chỉnh super bass hay là chỉnh sao gì hết nha. Super bass các bạn nó sẽ hiện như đây nè. Đó, bass. Bass rất là ấm. Đó, và các chế độ sao 1, 2, 3. 3 chế độ. Natural là tự nhiên, smooth là mềm mại, deep là sâu. Up đi. Đó. Rồi chúng ta stop. Đây các bạn thấy được cái CD nằm trên này. Nó thiết kế đẹp, tối giản. Những cái phần này thì nó thiết kế khá là cầu kỳ, vòm cạnh nó tròn hết. Và nó lấy cái âm bass cộng hưởng bằng cái chiều sâu của cái thùng loa này. Đây một cái loa toàn giải nằm ở phía trước và cái lỗ thông hơi hai bên, hai lỗ thông hơi. Cái loa toàn giải này có cái hậu rất là sâu và nó có một cái ống dẫn kiểu như cũng khá là giống của Onkyo để nó lấy được cái âm bass cộng hưởng các bạn nha. Và rất là mới luôn. Ở phía sau cổng này là cổng 3.5 kết nối điện thoại, máy tính, tivi. Anten thì có chỗ gài vào. Còn đây là dây nguồn điện rời, dây số 8 chúng ta phải giật ra. Đây là cái ngõ tai phone để các bạn nghe bằng tai phone. Khi mà chất âm nó đi qua cái đầu này xử lý rồi đi qua tai phone nó sẽ hay hơn rất là nhiều và tăng công suất lên các bạn nha. Và chúng ta test tiếp qua cổng 3.5. À, test radio đi các bạn. Hãy thử luôn. Nếu mà ở những cái vùng đất trống á, thì cái ít có nhà cao tầng thì chúng ta sẽ bắt radio tốt hơn nha. Còn ở đây thì mình thử cho các bạn thôi.
ở xung quanh đây thì nhà cái màn hình rất là rộng và cái chữ rất là lớn, nhìn từ xa rất là rõ. Vừa chơi vừa sưu tầm luôn các bạn, rất đầy đủ thứ. Thì nói chung là một cái project mà 10 năm của Bay Studio 68 nhưng mà tới bây giờ cũng chưa thực hiện được nhiều ha. Đúng rồi, và cũng đã có những cái dự án mà mình đã từng làm một cái chuyên đề là biến mất trong tâm thơ. Em nghĩ là không ai mong là những cái chuyện đó sẽ tiếp tục xảy ra. Tiếp theo đấy các bạn, là nhạc cho máy tính nè. Với cái anten này á mà còn không có bắt được tốt nữa thì không có cái gì bắt được tốt hơn đâu nha các bạn. Thứ nhất là zin của hãng luôn, do cái không gian xung quanh ở đây nó khá là nhiều nhà, và bản thân là cái nhà mình nó tường và có nhiều lầu nữa nên vấn đề bắt sóng rất là hạn chế. Rồi, chúng ta đang nghe cổng Aquit. Các bạn cũng đang nghe nhạc để điêu riêu nghe thôi. Còn bây giờ mình test nhạc trữ tình các bạn nhé. Giờ chỉnh equalizer nè, chỉnh bass nè. Những ngày chưa nhập ngủ, anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây. Ở đây im vắng thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao làm nên khói sương răng núi cỏ quen. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đan dấu chân tròn đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ trôi từ đường hành quân nắng cháy ra người tuổi vui thiếu buồn. Mình thương đời nhiều khi trong giấc mộng mơ hồi kêu tên em kêu chỉ một tên. Trap rất là sáng nha và công suất rất là tốt. Con này nó thiết kế rất là nặng chất, do đó khi chúng ta bật lớn âm lượng lên thì nó không có tạo một cái vấn đề là bị rung và tạo ra một cái âm thanh rè rè, thì con này không có bị hiện tượng đó. Có một số dòng đời thấp hơn của một số dòng hãng khác thì nói chung là công suất nó vừa phải thôi. Nếu các bạn mở lớn quá nó sẽ tạo một hiệu ứng bị rung, bị rè, bị trước cái tiếng loa chưa bể, cái công suất loa nó chịu được nhưng mà cái thành thùng nó chịu không nổi. Đó là một số dòng khác. Còn con này thì mình bật âm lượng lớn như vậy rồi nhưng mà cũng chưa có bị bể, chưa bị rè các bạn nha. Thứ nhất là chưa bể tiếng, thứ hai là chưa bị rè, chưa cái phần rung lắc của nó không có hiện tượng đó. Đó, một phần do rất là nó khá là nặng, và thứ hai là cái thiết kế ở bên trong nó có thể chịu được cái phần bass cộng hưởng tốt nên không có bị hiện tượng là bass ở trong đánh làm rung cái phần khung bên ngoài. Đấy, và các bạn có thể thấy đẹp, chất âm hay. Đẹp và âm hay nữa nha. Công suất thì tốt rồi đó. Nếu mà các bạn chơi ở trong phòng ngủ, phòng làm việc thì ok. Và con này thì cũng có thể các bạn, nó thiết kế như vậy thì các bạn chắc chắn là có thể mang ra ngoài sân vườn để chơi tiệc, cũng như là đem ra sân thượng vân vân. Dễ dịch chuyển, rất là dễ dịch chuyển để mang đi. Chúng ta sẽ chơi nhạc hòa tấu nữa nha. Thank you.
Ok. Mình nghĩ là nên test luôn cái tính năng CD MD cho các bạn. Bây giờ nhạc không còn cái nhạc nào. Bạn chờ mình chút nhé. Thưa cái nhạc Nhật thì nó vô ngay cái phần bản quyền. Bất công lại nó không cho đăng lên nữa. Nếu mà so về cái phần công suất này không thể nào so sánh với dàn mini của Victor được các bạn nha. Dàn mini thùng gỗ của Victor thì tất nhiên là không thể nào so sánh được. Tại vì một bản thân cái thùng gỗ nó đã lớn hơn cái này rồi. Do đó hãng nó thiết kế nó cũng tính toán về cái sự tiện nghi, tiện ích và gọn nhẹ nữa, có thể để dễ dàng dịch chuyển, dễ dàng đặt ở trong một cái phòng có diện tích vừa phải. Chứ nếu mà so sánh với dàn mini thì có thể công suất sẽ không bằng các bạn nha. Ok, chuyển qua mà đi. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn. Ok, chạy rất là tốt. Test luôn cái tính năng này. Nếu mà chạy là hoàn hảo nha. Còn nếu mà không chạy thì chạy luôn. Hai chiều, đảo chiều. Không những đọc mà còn đọc tốt hai chiều luôn. Tiếng còn rất là trong luôn. Này. Ok, hôm nay chúng ta test con Clavia Victor RG G1MD. Đọc nhanh đi, G1MD các bạn nhé. Một con boombox của hãng Victor. Con này thì đời cao rồi chứ không phải là kiểu những cái đời cassette đâu các bạn nhé. Tại vì nó có MD rồi. Thời điểm này là nó đang ra rất là nhiều những cái dàn mini. Nhưng mà những cái dòng gọn như vậy vẫn được ưa chuộng. Do đó hãng vẫn tiếp tục sản xuất và nâng cấp nó lên một cái thiết kế rất là đẹp mắt. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi.